Rồi ok, chào em nhé. Thì hôm nay thì mới nhận con máy 10 phép của Bắc Ninh khách gửi sửa đây. Con này thì anh em mình không biết rồi, con này thì nó là mạch của Trung Quốc thôi. Đấy, họ in cái mác Việt vô. Rồi, thì con này thì khách gửi trong cái tình trạng là máy không kêu. Đấy, ở trên bờ khách chập vợt nó nẹt lửa, nhưng mà máy SR mà chập vợt nẹt lửa là coi như là toang mẹ rồi đúng không? Đấy. Thì con này là khách báo là máy không kêu và khách muốn nâng cấp lại cũng như là thay cái dây bình cho nó to hơn để máy nó đẹp hiệu quả cao hơn. Thì mình cũng làm xong hết rồi nhá. Thì bên đến cái phần mà mình chuẩn bị đấu cặp bình thì mình cũng chia sẻ vấn đề mà anh em mà nhiều anh em mắc phải này. Đấy, thì nó cũng liên quan tới cái độ hiệu quả của máy luôn. Thì đây là cái cặp bình cũ của khách. Đấy, thì mình đã tháo nhá. Thì đây là cái cặp bình cũ này, thì em để ý nhá. Đầu tiên về cái vấn đề mà anh em hàn cái cặp bình này, cái cặp bình này thì đây là khách lấy một cái sợi điện này rồi khách nối vô, đấy khách quấn vô. Thì cái việc quấn như vậy ấy thì nó sẽ làm giảm cái hiệu quả của máy đi. Bởi vì là khi mà nối như vậy ấy thì cái điện tích cái mà tiếp xúc dòng điện ấy thì nó kém, thì suy ra là máy nó sẽ không đủ dòng và nó yếu. Đấy, đó là chắc chắn nhá. Cho nên là khi mà anh em muốn đấu cặp bình là bắt buộc là phải hàn vô, đấy, bắt buộc là phải hàn vô nhá thì nó mới đảm bảo cái hiệu suất nó cao. Còn nối như vậy là lỏng lẻo như vậy là coi như là đi rồi đúng không? Máy yếu. Đấy, cho nên là khi đấu cặp bình là bắt buộc là phải hàn vô thì nó mới đảm bảo là máy chạy tốt nhất. Đấy. Và cái thứ hai nữa là về cái vấn đề mà hai anh em hàn dây, thì đối dây một một tức là dây một sợi thì mình không biết, một sợi theo một đấu đúng không? Còn đối với dây đôi nhá. Tức là đối với dây đôi như này ấy thì anh em khi mà dùng dây đôi thì là phải mỗi đầu hàn một bên. Tức là dây đôi nhá. Thì bên này một đầu này, bên kia một đầu này thì nó mới đảm bảo là dòng nó chạy đều nhé, tức là nó chạy qua hai bên này thì nó đều dòng thì máy nó sẽ khỏe hơn. Còn nhiều anh em máy hoặc là nhiều, nói thẳng luôn là nhiều bác thợ ấy, đấy, ông ấy lười ông quấn vô đầu này, đấy cái ông hàn vô đây, ông hàn đây, hàn đúng vào đầu vậy, thì lúc này dòng điện nó sẽ chạy từ bên này, nó chạy đúng bên này thôi, bên này không làm gì hết, nó chạy bên này rồi nó qua đây rồi nó vào đây, thì lúc này thì nó sẽ sinh ra hiện tượng là nó bị nóng cặp bình. Đấy, nó bị nóng cặp bình và nó sẽ yếu hơn. Đối với máy lớn nhá, mà hàn như vậy ấy, thì nó sẽ yếu bởi vì là dòng không đủ. Đấy, cho nên là dây đôi là phải hàn đều hai bên, bên này một sợi, bên kia một sợi. Đấy, đó là vấn đề hàn cặp bình. Đó. Cái thứ hai nữa là anh em vấn đề anh em nhiều bác thợ ấy, nhiều bác khách mua máy về, bác ấy muốn nối dây bình cho nó dài ra để mà câu bình cho nó xa đúng không? Đấy, thì cái việc mà anh em câu dây bình nó dài hơn ấy thì phải đảm bảo thứ nhất là cái đường kính dây nó phải lớn. Tức là mình ví dụ đi, anh em muốn nối dây này nó dài thêm khoảng nửa mét nữa, thì cái đoạn nửa mét đó anh em phải làm sao mà dây nó to hơn so với dây gốc của nó. Tức là ví dụ dây gốc của mình đi, là mình dùng dây 10 ly đi, thì khi mà anh em muốn nối dây thêm vô thì em phải dùng dây nó phải trên 10 ly thì nó mới đảm bảo là dòng nó sẽ chạy đủ đúng không? Tại vì dây này gốc của nó thì nó cặp thẳng bình luôn rồi đúng không? Thì nó sẽ đi thẳng từ bình đi dây. Còn anh em mà muốn nối dài hơn ấy, thì bắt buộc là dây đầu của nó, dây dây mà dây nối vào ấy thì nó phải làm sao mà nó to hơn so với dây gốc của nó thì nó mới đảm bảo dòng nó chạy nó không bị tụt đúng không? Đấy. Thì đó là vấn đề mà anh em muốn nối dây dài hơn thì là phải dây dùng dây to. Tức là dây càng dài thì mình phải tăng cái đường kính dây lên, nó phải lớn hơn. Đấy, tức là dây càng dài thì mình phải dùng dây càng to. Tại vì nếu như mà dây càng dài thì điện trở nó càng lớn thì tất nhiên là nó sinh nhiệt nhiều đúng không? Đấy, thì điện trở cao thì nhiệt độ nó cũng sinh ra cao, thì lúc này thì điện năng nó sẽ biến đổi hoàn toàn thành nhiệt năng, thì nó sẽ làm suy hai dòng điện thì máy nó sẽ yếu hơn đúng không? Đấy. Và mình sẽ khắc phục bằng cách là mình tăng cái đường kính dây lên để cho cái điện trở nó giảm xuống. Đấy, thì lúc này thì nó máy sẽ ổn định hơn. Còn anh em nào muốn mà anh em còn anh em nào mà tăng dây dài hơn ấy mà anh em dùng dây nhỏ quá thì lúc này điện trở nó cao thì nhiệt độ cao đấy thì tỷ lệ biến đổi tức là tỷ lệ nó chuyển thành điện năng thì nó ít này thì máy nó sẽ yếu đúng không? Tại vì hoàn toàn nó đổ thành nhiệt năng rồi thì máy nó sẽ yếu và nóng dây bình là có thể nhá. Cho nên là muốn nối dây dài hơn thì là phải dùng dây to hơn đấy là ok rồi. Đó là vấn đề mà muốn kéo dây dài hơn nhá thì là phải dùng dây to hơn rồi. Còn dây ra bột nhá, dây ra bột thì em đảm bảo là không cần phải dùng dây quá to, tại vì dây dòng đầu ra của nó thì nó nhỏ này, nhưng mà vẫn phải đảm bảo dây đầu ra bợt nó phải đảm bảo ở một cái mức độ vừa phải nhá. Đấy, không được nhỏ quá, cũng không cần phải lớn quá, nhưng mà đảm bảo là dây tốt và dây dây đủ vừa đủ dòng là ok. Đấy,
nhưng mà cũng đừng có ham dài nhá, bởi vì anh nhiều anh em thích dài quá thì tất nhiên là dây càng dài thì cái điện trở dây nó càng cao thì máy nó sẽ sinh ra nhiệt nhiều đấy, tức là nó sinh nhiệt trên dây dẫn ấy thì nó sẽ làm suy hao dòng điện thì máy nó yếu hơn, nó không đủ dòng, cho nên là dây làm sao mà phải kéo nó vừa phải thôi, tức là nó vừa đủ nhá, là ok, là tốt nhất đấy. Thì đó là những vấn đề mình muốn chia sẻ để máy nó cải thiện được cái hiệu suất máy nó cao hơn và đánh nó khỏe hơn đấy. Thì anh em nào đang mắc phải thì có thể khắc phục bằng cái cách này nhá. Ok rồi, chào em nhé.